Hi, chào anh em, chào mừng em quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Và đây là clip đánh giá về hiệu năng cũng như là về nhiệt độ của chiếc TUF Gaming F15 2022. Đúng như đã hứa thì sau khoảng một tuần mình trải nghiệm chiếc laptop này, bây giờ đây chúng ta sẽ cùng tới với bài test hiệu năng cũng như là test nhiệt độ của chiếc máy này, để xem là với cái phiên bản này, với một thiết kế nó khá là giống với cả TUFDAT 2022, thì em nó có bị nóng hay không anh em nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đi test qua tựa game War Thunder, và như em đã thấy trên màn hình ấy thì cái nhiệt độ của nó có thể là giảm hơn so với cả phiên bản TUFDAT 2022 khá là nhiều. Nó sẽ loanh quanh khoảng độ 80-83 độ C với CPU và khoảng độ hơn 70 độ C với GPU anh em ạ. So với cả phiên bản TUFDAT thì em nó sẽ loanh quanh khoảng 90, sắp xỉ 90 độ C với CPU và cũng hơn 80 độ C với GPU, thì mình thấy đây là một mức nhiệt độ ổn áp hơn khá là nhiều trên một cái thiết kế như thế này. Bộ tản nhiệt lớn hơn, hầm hơn, ống đồng thiết kế lớn hơn khá là nhiều, thì nó cho chúng ta một cái mức nhiệt độ nó mát mẻ hơn so với cả phiên bản TUFDAT, đúng không nào? Giá thành cao hơn mà, đúng không nào anh em? Đó là với tựa game War Thunder thì vẫn đạt trong ta mức FPS khá là cao, 160 trở lên cho tới sấp xỉ 200 FPS. Có những lúc giao tranh thì nó có thể là nó tụt xuống một chút, nhưng mà không đáng kể anh em ạ. Khi mà mình bật nút switch thì nó vẫn cho chúng ta một mức FPS nó khá là cao anh em nhé. Đó là với tựa game War Thunder. Tiếp theo thì sẽ sang đến một tựa game mình cũng rất là hay chơi, và khi mà mình bật Ultra lên thì phải nói nó ngốn chúng ta khá là nhiều tài nguyên của máy, đấy chính là tựa game PUBG. Khi mà chúng ta set full Ultra tất cả setting lên thì lúc này cái mức FPS nó vẫn đạt trong ta khá là cao, lên tới khoảng độ 95 cho tới hơn 100 FPS. Và nhiệt độ mới là cái quan trọng. Thì nếu như mà mình test ở trên những phiên bản TUFDAT 2022, em nó đạt trong ta mức nhiệt độ khá là cao, loanh quanh khoảng độ hơn 80 độ cho đến sấp xỉ 90 độ C. 90 độ C, thậm chí là cũng nhức lên hơn 90 độ C. Nhưng mà trên phiên bản TUF Gaming F15 2022 này, em nó sẽ chỉ mức nhiệt độ khoảng độ 80 độ trở xuống mà thôi với CPU, và với GPU thì nó cũng dưới 70 độ, xem trên 70 độ mà thôi. Một mức nhiệt độ rất ổn đúng không anh em? Mình thấy là đấy là một mức nhiệt độ khá là ổn. Và mức FPS như thế khi mà mình để lên mức setting lên tận là Ultra thì nó như thế là rất ngon rồi, đúng không nào? Cả World Thunder thấy mình để tận mức setting là Movie cơ mà, nó cũng đều trong ta một mức FPS, mức nhiệt độ như thế là rất ngon anh em nhé. Tiếp theo sẽ tới tựa game CSGO, một tựa game eSports mà khá phổ biến. Thời gian gần đây anh em thường xuyên nhắc tới mỗi khi mà test game, mỗi khi mà test hiệu năng, để xem là với mood switch thì nó đạt chúng ta mức FPS bao nhiêu. Thì trong quá trình mình test game với mood switch mình bật lên và bật turbo tất cả mắc quạt lên thì em nói trong ta mức FPS khá là cao, đều là từ khoảng 250 trở lên tới hơn 300 FPS, thậm chí là lên tới khoảng 350 sắp chỉ 400 cơ. Thì mình thấy rất là với cái mức FPS thế là rất cao rồi, và với mood switch thì phải nói là năm nay quá là thần thánh. Khi mà với năm ngoái chúng ta sẽ chỉ chiến được khoảng loanh quanh của 150, 180 đúng không nào, điển hình là dưới 200 FPS, thì năm nay nó vượt lên hẳn luôn. Hơn 200 thôi thì sấp xỉ 300 FPS, thậm chí hơn 300 FPS là mức FPS rất là cao trên máy này anh em nhé. Và với con màn hình 144Hz này thì nó sẽ rất là tối ưu chúng ta để mà chiến những cái tựa game FPS như thế, rất mượt mà. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi test qua một chút về một số cái bài test hiệu năng của con CPU này, cũng như là về cái khả năng xử lý đồ họa của em nó, như là bài test Kirby 5 hay là bài test Zenbench V23, để xem là khả năng xử lý đồ họa của con i7-1270H này tới đâu. Và sau khi mà mình test xong bài Geekbench 5 thì điểm số của em nó mang điểm đơn nhân là 1750 điểm và điểm đa nhân sẽ là 10.051 điểm. Một mức điểm số cũng khá là mặt bằng chung so với cả những cái dòng Intel Gen 12 i7 đúng không anh em. Điểm như thế là cao rồi đấy, khá cao rồi đấy. Tiếp theo sẽ sang đến bài test Cinebench R23. Khi mà mình chạy bài test đa nhân thì ngay lập tức em nó ngốn chúng ta lên khoảng độ 115W điện, sau đó thì nó sẽ tụt xuống khoảng 101, 105, rồi ngay sau đó thì nó sẽ xuống đều đều khoảng hơn 80W, 88W. Nó sẽ không được giữ full cái mức hiệu năng khoảng 115W như là trên những phiên bản Strix K hay là LG Strix, đúng không nào? Mà trên phiên bản TUF này nó sẽ bị giới hạn lại một chút, và ngay lập tức thì cái bộ tản nhiệt của nó sẽ không cho phép đẩy lên mức quá cao, mức điện năng tiêu thụ quá là cao. Và ngay lập tức trong khoảng độ 30 giây trở lại thôi là nó sẽ tụt dần xuống khoảng 80W và giữ đều đều như thế cho tới khi mình kết thúc cái bài test đa nhân anh em nhé. Tiếp theo thì sẽ sang đến cái bài test đơn nhân. Thì với cái bài test đơn nhân này, khi mà mình chạy bài test đơn nhân này thì nó sẽ ngay lập tức khi mà mình test nó sẽ ngốn lên tới khoảng hơn 30W điện, 35W điện, và nó cũng sẽ giảm dần xuống còn 28W. Xung nhịp lúc này nó sẽ ngốn tối đa chúng ta lên khoảng độ 4.6GHz, khá là ổn. Trong suốt bài test luôn, những cái nhân P-Core nó hoạt động hết công suất, trong ta hiệu năng khá là cao với bài test Cinebench R23 này. Và sau khi mình chạy xong bài test Cinebench R23 ở cả đơn nhân và đa nhân thì chúng ta có thể thấy mức điểm số trên màn hình. Điểm đa nhân sẽ là 17.410 điểm, còn điểm đơn nhân sẽ là 1.789 điểm anh em nhé. Mức điểm số cũng khá là cao trên con CPU này. Để mà tiếp theo, để mà anh em có thể biết được mức hiệu năng thực tế của em nó xử lý được vào như thế nào, vào khả năng xử lý đồ họa thực tế của con CPU này, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi edit qua một video 4K
25fps quay bằng Sony A73 và có add rất là nhiều các layer effect hay là màu sắc xử lý cho em máy này. Mình kéo màu này, thêm effect này, thêm các cái layer b-roll hay là text tùng các thứ rất là nhiều anh em ạ, để xem là cái thời gian render cũng như edit của em nó preview có mượt hay không em nhé. Thì mình đã có thử đi test qua thì mình thấy rằng là cái việc preview ở trên em máy này mình để preview mức độ full luôn, và em nói cho ông ta khả năng preview khá là mượt với video 4K này, và mình add thêm vào đây khá là nhiều cái effect, thì mình thấy rằng là với em máy này để mà edit video, xử lý đồ họa vẫn rất là ổn, vẫn rất là mạnh mẽ, đúng nào. Với con CPU i7 Gen 12 này, với những cả những nhân P-Core, những nhân E-Core thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều để mà có thể xử lý cả các tác vụ đồ họa. Và khi mà mình render cái video này thì với một video dài 5 phút mình render cũng mất khoảng hơn 4 phút rồi. Nó cũng không phải là quá nhanh đâu, nó cũng không phải là quá mạnh mẽ đâu. Cụ thể thì với clip này mình đã render mất là 4 phút 14 giây cho một clip là 5 phút. Mình thấy như thế là cũng ở mức trung bình. Thay vì là trên cái dòng Trixca mình đã từng test qua thì em nó sẽ cho chúng ta, nó sẽ chỉ loanh quanh khoảng 2 phút thôi trong một clip 5 phút như thế. Tất nhiên là không thể so sánh được rồi đúng không anh em. Một cái dòng thì nó cao cấp hẳn, một cái dòng nó khoảng gấp đôi gấp 3 lần tiền lên thì nó sẽ phải mang lại trong tâm mức hiệu năng khác chứ, đúng không anh em. Còn trên cái phiên bản này thì mình thấy rằng là như thế là ok rồi, render như thế là rất mạnh mẽ rồi. Nhưng mà trước đây trên những phiên bản Intel Gen 10, khi mà mình phải render những clip như thế thì chắc chắn là thời gian render nó sẽ gấp khoảng một nửa lên, 1/2 lên. Nó sẽ khoảng độ trong một clip 5 phút thì render mất tầm 7-8 phút. Đấy. Còn trên những phiên bản bây giờ thì thời gian rút ngắn lại rất là nhiều anh em ạ. Ok, mình thấy là mức hiệu năng xử lý đồ họa như thế là rất ok rồi. Và trong một quá trình mình trải nghiệm máy này, những cái gì mà em nó mang lại cho mình cảm thấy khá là hài lòng. Mình đã từng review cái chiếc laptop này rồi. Nếu như mà em quan tâm chi tiết hơn thì em có thể click vào đường link mình để góc bên phải phía trên video để có thể tham khảo chi tiết những cái điều xung quanh mà mình review chiếc laptop này. Còn sau khoảng một tuần mình trải nghiệm chiếc máy này thì mình thấy rằng là về cái thiết kế bên ngoài của nó cho mình cái thiết kế nó đẹp mắt này, nó cứng cáp với độ bền tiêu chuẩn quân đội Military Standard 810H, nó cứng cáp, nó bền bỉ để mình có thể tự tin mang đi ra ngoài mà đi bất cứ đâu, và trọng lượng của nó sẽ chỉ có 2kg mà thôi. Thì với một người mà thường xuyên vác một con workstation khoảng độ 2,5 cân, bây giờ đây chuyển sang con này khoảng 2 cân thì mình thấy là ok. Ok. Còn cái việc chiến game thì ở nhà nó không mang lại cho mình một cái mức độ ồn nó quá là khó chịu. Khi mình có thể cắm tai nghe và mình chơi game nó không mang lại một mức độ ồn gì cả. Bàn phím thì gõ khá là êm tay và sướng, lại còn có cả LED RGB nữa, bấm trên này thoải mái vô tư anh em nhé. Thêm vào nữa là cái viền màn hình nó rất là mỏng. Và hôm trước thì mình có mang ra cà phê mình lướt web thì có một ông anh bàn bên cạnh, ông anh quay sang bảo: "Ôi con này con túp mới đấy à, viền màn hình mỏng nhờ cái thứ khen, thấy vui phết anh em ạ." Ngoài ra thì nó cũng sẽ có cả webcam trong ta nữa. Đấy, để anh em có thể học online này hay là hội họp trong mùa dịch này rất là thuận tiện anh em nhé. Nói chung là để mà những cái phiên bản TUF năm nay thì nó cũng gần như là tiệm cận với cả một chiếc laptop gaming giá rẻ hoàn hảo rồi. Cho nên là mình thấy như thế nó là rất hợp lý rồi anh em ạ. Thật ra nói giá rẻ như thế chứ trong tầm giá này nó cũng ở mức gọi là tầm trung cho đến cao cấp rồi đúng không anh em. Hơn 30 triệu cho một chiếc TUF gaming nhưng mà nó là i7 Gen 12, hiệu năng nó cũng khá là mạnh mẽ. Và với con RTX 3050 này thì nó cũng bung cho ta mức hiệu năng lên tối đa mà lên tận 95W. Đấy, để mà anh em có thể chiến game được mượt mà hơn, FPS đẩy lên cao hơn. Hy vọng là anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Và nếu như mà anh em muốn mình test thêm con máy nào nữa thì hãy comment phía bên dưới phần bình luận video cho mình biết. Mình sẽ lấy hàng về và test sớm nhất cho anh em có thể anh em nhé. Đừng quên ủng hộ cho Laptop World một like và một sub, cũng như là hãy nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video test hiệu năng như đánh giá những chiếc laptop mới nhất của 2022. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. We'll be right back.